Chuyên mục Hỏi Đáp Đấu Phá Thương Khung số thứ 16, Khám Phá Bí Ẩn Thế Giới Đấu Khí. Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 16 của chuyên mục Hỏi Đáp Đấu Phá Thương Khung. Trong số này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những bí ẩn đằng sau hành trình của Tiêu Viêm. Từ những khoảnh khắc gay cấn đến các nhân vật phản diện quyền lực như là Hồn Thiên Đế, hãy cùng giải đáp những câu hỏi hóc búa, tranh luận về các giả thiết và tìm hiểu thêm về những điều ít ai biết đến trong thế giới đầy mê hoặc này. Đừng quên gửi câu hỏi của bạn để chúng tớ giải đáp trong các số tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu chuyến phiêu lưu với chuyên mục Hỏi Đáp số thứ 16. Câu hỏi đầu tiên, khi mà Dược Lão phát hiện ra người cứu mình chính là Đấu Tôn Vân Sơn, Dược Lão đã phản ứng như thế nào? Như mọi người đều biết, sau khi Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh, sức mạnh của ông đạt đến Đấu Tôn nhất tinh. Và khi ký kết hiệp ước với Tiêu Viêm, thời gian bảo vệ Tiêu Viêm là 1 năm. Thế nhưng khi mà hết hạn 1 năm, Thiên Hỏa Tôn giả không rời đi, ngược lại còn trở thành người theo sát Tiêu Viêm và thành công gia nhập Tinh Vân Các, trở thành khách hành trưởng lão. Khi mà chuẩn bị cứu Dược Lão khỏi tay Hồn Điện, Thiên Hỏa Tôn giả đã không chút do dự tham gia vào nhiệm vụ này. Rốt cuộc thì ông rất tò mò về sư phụ của Tiêu Viêm và cũng muốn giúp Tiêu Viêm. Điều này không chỉ củng cố mối quan hệ giữa ông với Tiêu Viêm và Dược Lão, mà còn mang lại nhiều lợi ích. Trước khi mà đội cứu viện xuất phát, để cảm ơn Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm đã đặc biệt luyện chế cho ông một viên đan dược bát phẩm là Phục Linh Thanh Đan. Cần phải biết rằng Phục Linh Thanh Đan nổi tiếng với khả năng giúp những người có thực lực suy giảm trở về đỉnh cao. Và Thiên Hỏa Tôn giả đã nhờ viên đan dược này mà khôi phục được sức mạnh lên tới Đấu Tôn Tam Tinh. Khi mà Tiêu Viêm dẫn 6 Đấu Tôn đến dãy núi Vong Hồn để giải cứu Dược Lão, nhiệm vụ chính của Thiên Hỏa Tôn giả là ngăn chặn một Tôn Lão của Hồn Điện. Trong khi Tiêu Viêm một mình tiến vào sâu hơn để giải cứu Dược Lão, khi mà Dược Lão được cứu ra, Tiêu Viêm lập tức đi hợp quân với Thiên Hỏa Tôn giả và những người khác. Thế nhưng khi Dược Lão nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả mang diện mạo của Vân Sơn, đôi mắt vốn đờ đẫn và u ám của ông bỗng trở nên sáng rực. Trong khoảng khắc đó, Dược Lão nghĩ, chẳng lẽ mắt ta bị hoa rồi hay sao? Ta nhớ rõ rằng Vân Sơn đã bị Tiêu Viêm giết chết bằng Phật Nộ Hỏa Liên trong trận chiến tiêu diệt Vân Lam Tông, sao hắn sợ lại sống nhăn và còn tình nguyện giúp Tiêu Viêm cứu ta? Không chỉ vậy, hắn còn từ Đấu Tôn Nhị Tinh tăng lên tới Đấu Tôn Tam Tinh. Sau này qua lời giải thích của Tiêu Viêm, Dược Lão mới biết được người trước mặt không phải là Vân Sơn, mà là Thiên Hỏa Tôn giả được phục sinh trong cơ thể của Vân Sơn. Cũng nhờ lần cứu viện này, Thiên Hỏa Tôn giả đã được Dược Lão trọng dụng, thành công gia nhập Thiên Phủ Liên Minh và trở thành khách hành trưởng lão. Con đường tương lai rất là rộng mở. Trong kết cục, Thiên Hỏa Tôn giả đã đột phá đến đỉnh cao của Đấu Tôn Cửu Chuyển. Câu hỏi số 2, tóm tắt quá trình Thiên Hỏa Tôn giả thăng cấp đến Cửu Chuyển Đấu Tôn. Sau Hải Ba Đông, Thiên Hỏa Tôn giả được coi là nhà đầu tư lớn thứ hai của Tiêu Viêm. Ánh mắt của ông ta vô cùng sắc bén, không còn nghi ngờ gì cả. Kết quả cuối cùng cho thấy lợi ích mà Thiên Hỏa Tôn giả thu được vượt xa Hải Ba Đông. Rốt cuộc trước khi chết, Thiên Hỏa Tôn giả chỉ có thực lực là Đấu Tôn Ngũ Tinh tới Lục Tinh. Khi mà quyết định đầu tư vào Tiêu Viêm, mục tiêu kỳ vọng của Thiên Hỏa Tôn giả chỉ đơn thuần là phục sinh. Thế nhưng không ngờ lợi ích từ khoản đầu tư dài hạn lại vượt xa mục tiêu dự tính. Không chỉ phục sinh và trở thành Đấu Tôn mạnh mẽ, mà sau này còn phát triển đến đỉnh cao của Đấu Tôn Cửu Chuyển. Tuy nhiên quá trình này khá là dài, phải trải qua 4 lần nâng cấp mới hoàn thành được tất cả. Lần nâng cấp đầu tiên là từ linh hồn thể Đấu Tông Bát Tinh biến thành Đấu Tôn Nhất Tinh. Khi mà Tiêu Viêm gặp Thiên Hỏa Tôn giả ở sâu bên trong dung nham, ông lá mập chỉ là một linh hồn thể, dù vậy sức mạnh của ông vẫn vượt xa Tiêu Viêm. Dù là linh hồn thể thế nhưng vẫn có sức mạnh của Đấu Tông Bát Tinh. Sau đó ông lá mập đã đưa ra một quyết định táo bạo, lấy ra toàn bộ tích lũy đầu tư vào Tiêu Viêm, trong đó tài sản chủ yếu là Ngũ Lân Lùi Hỏa Pháp, hy vọng một ngày nào đó Tiêu Viêm có thể phục sinh mình. Vì vậy ông ta còn hứa với Tiêu Viêm rằng nếu Tiêu Viêm có thể phục sinh ông sẽ làm vệ sĩ trong 1 năm. Thực ra lúc đó ông lá mập không còn sự lựa chọn nào khác vì linh hồn thể của ông sắp tan rã, thời gian không còn nhiều. Sau đó Thiên Hỏa Tôn giả theo Tiêu Viêm đến Trung Châu, nhiều lần ra tay giúp Tiêu Viêm vượt qua khó khăn. Sau trận chiến ác liệt tại Lạc Thần Giản với Thiên Độc Hàn Long thú cấp 7, cuối cùng Tiêu Viêm cũng lấy được tinh huyết ma thú bậc 7. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu phục sinh Thiên Hỏa Tôn giả. Mặc dù Thiên Hỏa Tôn giả có cằn nhằn một chút về vẻ ngoài không tốt của Vân Sơn, thế nhưng đứng từ góc độ này thì việc dùng cơ thể để phục sinh Thiên Hỏa Tôn giả là hoàn hảo. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đan dược và tinh huyết ma thú, hiệu quả phục sinh không quá lý tưởng. Theo dự đoán ban đầu thì sau khi phục sinh, Thiên Hỏa Tôn giả ít nhất có thể bước vào cảnh giới Đấu Tôn, kết quả như mong đợi chỉ là Đấu Tôn Nhất Tinh. Thế nhưng đối với Tiêu Viêm lúc đó, Nhất Tinh Đấu Tôn đã là trợ lực lớn nhất, nếu không thì ngay cả Lão Thiên Xà cũng không thể nào đánh bại. Lần nâng cấp thứ hai là từ Đấu Tôn Nhất Tinh tăng vọt lên Đấu Tôn Tam Tinh. Khi mà trận chiến tại Diệp Thành và Đại Hội Đan Tháp kết thúc, Tiêu Viêm dự định đến Phân Điện Hồn Điện để giải cứu lão sư của mình. Khi mà Tiêu Viêm thăng lên Đấu Tông, anh đã gặp Tôn Lão Tần Thiên của Hồn Điện. Sau đó Phong Tôn giả cũng nói với Tiêu Viêm rằng Phân Điện Hồn Điện ít nhất có 2 Đấu Tôn tọa chấn, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chắc chắn, đừng dại dột mà đến đó, nếu không sẽ kinh động đến địch. Tiêu Viêm thì quyết định luyện chế Phục Linh Thanh Đan để giúp Thiên Hỏa Tôn giả tăng sức mạnh. Tác dụng của đan dược không cần nói nhiều, đặc biệt là loại đan dược cao cấp như Phục Linh Thanh Đan, Thiên Hỏa Tôn giả rất là tin tưởng Tiêu Viêm. Sau khi đan dược được luyện thành, Thiên Hỏa Tôn giả không hề do dự mà uống ngay. Sau khi uống, sức mạnh lại bùng nổ, trực tiếp tăng từ Đấu Tôn Nhất Tinh lên tới Đấu Tôn Tam Tinh.
Nhiều đấu giả cả đời không thể nào tăng được một tinh, không ngờ chỉ một viên đan dược đã giúp ông tăng tới 2 tinh. Lần nâng cấp thứ 3 chính là từ đấu tôn tam tinh thăng vọt lên đấu tôn ngũ tinh. Sức mạnh của đấu tôn tam tinh tất nhiên là mạnh mẽ, thế nhưng còn cách đấu tôn ngũ tinh khá là xa. Dù sao thì trước đây Thiên Hỏa Tôn giả đã từng là một đấu tôn ngũ tinh, sau này Tiêu Viêm nhận được ngọc phù từ Dược Lão và đến cổ tộc, không có thực lực cứng rắn thì không thể nào tự mình đi. Vì vậy Tiêu Viêm mang theo Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Tiên cùng đi. Sức mạnh của cổ tộc vô cùng lớn, vợ của Tiêu Viêm Huân Nhi chỉ cần tùy tiện mang theo hai ông lão đã cùng đều là đấu tôn, để Tiêu Viêm thêm phần uy phong. Lần này Dược Lão tự mình ra tay giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện đan. Nói thẳng ra, Dược Lão cảm thấy sức mạnh của Thiên Hỏa Tôn giả chưa đủ, vậy nên đã tự mình luyện đan để giúp ông tăng cường sức mạnh. Là luyện dược sư đỉnh cao của đấu khí đại lục, đan dược do Dược Lão chế tạo chắc chắn là hàng chất lượng. Nhờ đan dược mà sức mạnh của Thiên Hỏa Tôn giả cuối cùng đã đạt đến đấu tôn ngũ tinh. Lần nâng cấp thứ 4 chính là từ đấu tôn ngũ tinh tăng vọt lên đỉnh cao của đấu tôn cửu chuyển. Thực ra những lần nâng cấp trước đều diễn ra khá chậm, thế nhưng lần nâng cấp thứ 4 này lại vô cùng khủng khiếp. Sau khi Tiêu Viêm trở về từ không gian Tịnh Liên Đường Hòa, khi mình quay lại Thiên Phủ Liên Minh, sức mạnh của Thiên Hỏa Tôn giả đã đạt đến đỉnh cao đấu tôn cửu chuyển, chỉ còn một bước nữa là đến bán thánh. Sức mạnh như vậy đã vượt xa kỳ vọng của Thiên Hỏa Tôn giả. Nếu gặp lại Băng Hà Cốc lúc này, với Băng Tôn giả chỉ là đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong, Thiên Hỏa Tôn giả có thể hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Câu hỏi số 3, ai mới là phản diện lớn nhất và quyền lực nhất đằng sau? Trong câu chuyện của Đột Phá Thương Khung, Hồn Thiên Đế chỉ là một trong những phản diện chính. Sự xuất hiện của ông ta đã đem lại mối đe dọa lớn cho đấu khí đại lục, sức mạnh và thủ đoạn của ông khiến người ta phải kinh hoàng. Là thiên tài lãnh đạo của Hồn tộc, một trong những gia tộc cổ xưa, Hồn Thiên Đế sở hữu thực lực phi thường. Trong quá trình trưởng thành để đột phá cảnh giới đấu đế, ông ta không ngần ngại làm mọi thứ, bao gồm cả việc tiêu diệt hàng loạt gia tộc cổ xưa, thể hiện sự tàn nhẫn đến cực điểm. Trong câu chuyện, sức mạnh của Hồn Thiên Đế vượt xa người thường, ngay cả Tiêu Viêm nhân vật chính khi mà đối mặt với ông ta cũng gặp nhiều khó khăn. Chính sự điên cuồng và lạnh lùng của Hồn Thiên Đế đã khiến đấu khí đại lục trở nên đầy rẫy nguy cơ. Là một phản diện, sự xuất hiện của Hồn Thiên Đế dĩ nhiên không mang lại điều tốt lành. Trong suốt quá trình phát triển của câu chuyện, những việc làm tàn ác của ông cuối cùng cũng phải trả giá. Trước sự liên minh của các thế lực chính nghĩa, Hồn Thiên Đế không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt và cuối cùng bị Tiêu Viêm đánh bại. Hình phạt mà ông ta phải chịu khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Có thể nói lý do khiến Hồn Thiên Đế gặp kết cục bi thảm chính là sự cố chấp và điên cuồng của ông, cũng như là sự theo đuổi quyền lực đến cực hạn. Điều này đã dẫn ông vào con đường không thể quay lại, trở thành bài học đắt giá cho mọi người. Tóm lại, sự xuất hiện của Hồn Thiên Đế làm cho cốt truyện của Đột Phá Thương Khung thêm phần kịch tính và kết cục của ông ta cũng mang lại nhiều suy ngẫm. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp Đột Phá Thương Khung số thứ 16. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.